Xin chào tất cả các bạn nha. Video trước mình có hướng dẫn các bạn nhận 5 token RED này bạn. Một token đã list trên sàn Binance các bạn. Thì bạn nào đã có làm dự án này thì các bạn vào đây các bạn. Hiện tại con bot nó đang nâng cấp tài khoản để nó xác minh tài khoản để sau này nó phân phối các bạn. Thì bạn nào có làm dự án này thì phần link mô tả của mình thì làm nhiệm vụ cho mình các bạn. Bấm vào một account. Nó cập nhật lại tài khoản Twitter. Rồi bạn bấm vào pin Twitter này, bạn follow Twitter lại các bạn. Rồi các bạn điền lại username Twitter của các bạn vào trước khi các bạn follow Twitter nào thì các bạn gọi là Twitter đó các bạn, cộng này memo của anh đó các bạn. Rồi bạn gửi cho bot nha bạn. Bin subscribe. Ok các bạn chỉ việc điền lại địa chỉ Twitter của mình là được rồi nha tất cả các bạn. Tôi cần ghép chiếc sàn Binance fan các bạn vào đây các bạn follow Twitter. Tất cả các bạn mình nhấp vào đường link Twitter mình chỉ để dưới phần link mô tả các bạn like và tweet lên các bạn. Phát văn các bạn đây mình có nói tweet chứ hát tát chứ bạn. Ồ trên này đẹp tê. Các bạn gì tweet lên thôi các bạn. Các bạn chỉ dẫn như tờ quyết luôn đi các bạn. Các bạn ghi vô xem nè, cộng dép nè. Dép nè, tôi cần này nó về một cái nó ngon lắm các bạn. Rồi, đây nè. Bạn tờ quyết lại các bạn. Rồi, các bạn vào đây không follow lại các bạn. Rồi mình đã follow rồi, vậy ok, vậy mình đã hướng dẫn cập nhật dự án token Z các bạn đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi video của mình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ video giúp mình để đạt 1.000 sub, có gì thông báo cho bạn. Vậy mình sẽ tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.